Ok, chúng ta sẽ đến với trận quyết đầu tiên nếu chim sẻ nèo anh Tùng Pichu ở trong trận đấu thứ ba. Cố lên nào. Hành trình của những người đi gỡ trong trận đấu thứ ba liệu có Tơn giả vờ thua trước hay không để bạn chủ quan cho nó bật lại 3-2 trong trận đấu này hay không? Chúng ta hãy cùng chờ. Vâng, đây là Pan trong tay của cầu thủ chim sẻ nắng. Vâng, Mark Pan đối đầu với Mark Ia. Bibi ở trong trận đấu này là người cầm Yamato này. Và Mark Sen trong tay anh Đức CEO. Anh Tùng Pichu cũng là người cầm Mark và sẽ cầm Pan. Quân lợi thế hơn dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và anh Tùng Pichu rồi. Cố lên. Vâng, quả đầu lại hơi xấu. Một bãi quả 7 nhưng chim sẻ vẫn ăn được. Ăn được 4 cây trận đầu là ok rồi. Không chậm dần. 4-10 Hải uống bia, ok anh. Tưởng gì nhưng mà em uống bia đơn giản. Và có lẽ sau kèo này phải đi mua cái bàn phím ấy. Bàn phím nhà hỏng bố ấy. Vâng, bạn với lòng xem game thủ chim sẻ nắng ép đời, mình sẽ trở lại sau khoảng 1 phút, anh em đợi chút nha. Mình sẽ trở lại sau ít phút, anh em xem chim sẻ nắng ép đời, mình sẽ trở lại ngay ạ. Anh em đợi chút. Ok anh em. Ok, và ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Đây là màn máy của game thủ chim sẻ nắng. Bài đấu mà cầm Pangan có hiêu đầu. Nhìn bảo vệ là có cả quả phụ rồi không sẻ? Chưa? Sao bảo có rồi? À anh Tùng à? Ok, như vậy là sẻ chưa có. Anh Tùng bảo vệ là chắc chắn ăn chay. Màn máy của anh Tùng bị sụp. Anh là người được cầm Mark C. Và một hiêu, xin lỗi, một con voi về nhà chính. Một bầy hiêu đầu, một đôi voi, một bãi quả phụ đủ đồ. Nhưng khả năng cao sẽ ăn chanh bãi quả kia. S đầu đã có rồi, có thêm một bầy hiêu ở đây nữa. Cứ từ từ thôi. Thêm một chiếc nhà BE và lùa con hiêu này về. Thao tác chuẩn đấy nhở. Vâng, ép gỗ nhanh nhanh nào. Thịt con hiêu này thôi. Và chuẩn bị kéo dần dần lên để có thể khai thác bãi quả. Anh gần BB à? À vâng, như vậy là gần anh Đức CEO. Đến từ anh Tùng Bisu. Chơi được. Đồ ăn thì thừa rồi, thoải mái. Sẻ giò trong 9 giờ nhá, anh Tùng không giò đâu. Rồi, con voi thứ hai được anh Tùng đưa về nhà chính cho mình. Đây là BG của anh. Giết chết con voi này thôi. Vâng, đúng là ăn chay. Thêm một chiếc nhà bè nữa. Cái gì đây? Vâng, đập dân ạ. Đứng dần đây luôn. Đừng kene là sai đấy. Vâng, kéo thêm dân lên ăn bãi quả đấy luôn. Và có khi anh Đức CEO còn phải ăn cả bầy hiêu kia đấy. Tôi biết ngay mà đang lùa hiêu về kìa. Trời ơi, lùa hiêu mát bêu. Đủ rồi. Không thiếu đồ ăn đâu nhưng mà nó hơi loằng ngoằng tí thôi. 25 dân và kéo dân đi ăn hiêu thôi anh. Màn máy của anh thủ chim sẻ. Em là người được cầm Palmiran. Nguyễn Mạnh Hoàng à. Vâng, thế có bãi quả phụ dành cho game thủ chim sẻ nắng ở đây. Pan Miran có quả là tươi rồi. Mười chín trên 20 dành cho anh thủ chim sẻ nắng. Và như vậy là anh Tùng Pichu đang tự tin là khỏe hơn anh Đức và sẽ là một đi dâng lờ. Đây sẽ là nhà BL nhưng chim sẻ nắng có 3 con voi đây để em có thể khai thác luôn. Còn đang thiếu gỗ để đóng BM. Và một mình chim sẻ nắng lên đời ở trong trận thiếu này. Rất là ok luôn. Okay.
10-04 với 19 dân bàn. Và bây giờ sẽ là cơ cấu bãi vàng đang lao thẳng vào nhà game thủ BB đến từ chim sẻ. Và cơ cấu bãi vàng này thôi, lực của chim sẻ đang là rất khỏe với những bãi quả và những con voi sau khi lên đời để em có thể khai thác nữa. Vâng, đây sẽ là nhà BL thứ hai này, đang đếm thịt của những con hiêu. Vâng, giò đã có và tìm nhà BB thôi. Chắc là BB trong 3 giờ và khả năng cao BB sẽ đánh cung A của Yamato. Công giáp đầy đủ, ngựa giò may ở không BB đánh chém. May là sẽ chưa đóng BL ở đây chứ không thì lại hớ. Giáp dần lên đây rồi. Vâng, BB đang muốn kín nhà ở trong trận thiếu này. Càng đấy, bài BB khỏe đấy. Vâng, lại chuyển sang thế bo nhỏ thì cho BB và sẽ cho dân vào bên trong nhà BB luôn. Để đóng cái nhà gì ở đây thì chúng ta cũng chờ một BL trong nhà BB để tránh hiện tượng BB khung nhà. Vâng, đập BL á thôi. Vâng, chốt BE để không cho giò của BB về cứu, nhưng giò BB ở rất xa rồi. Vâng, sẻ cũng đang bị BB chơi vào. Vâng, tham lai đang là 20/24, bắt chết giò của BB luôn. Rất tốt để game thủ chim sẻ đóng một BA nào. Vâng, đây là E của BB chạy ra ngoài rồi, đập thì dân được đập rồi, chim sẻ đã lên đời. BB vẫn đang cố gắng vẩy E để bắt giò của game thủ chim sẻ đóng nhưng không được. Lực của sẻ lên đời nhưng còn bãi quả và lạc đà của game thủ chim sẻ đóng đã có và BB thì chưa có bánh xe. Vâng, lạc đà đang lao vào chém nông dân của Yamato, nhưng BB đang lấy dân của mình để đập luôn lạc đà của game thủ chim sẻ. Timeline đang là 20/24 dành cho chim sẻ đáng. Bài BB đang muốn khung nhà thì bị sẻ đưa nông dân vào bên trong. Và lạc đà tiếp theo của chim sẻ đáng đẩy vào thì BB sẽ cưỡng kiểu gì cái bài này. Vâng, có cả một phù thủy bên trong này luôn. Vâng, hết sạch nông dân dành cho game thủ BB. Còn bãi vàng đến từ BB nữa và có lẽ là sẻ lên đóng một chiếc nhà BA, không có chém chết cả ngựa của BB rồi. Vâng, không có lực dành cho game thủ BB. Bây giờ thì chạy đi đâu hả BB? Vâng, BB được vâng đen ruộng để chạy đến nở thêm con lạc đà nữa ra nào em ơi. Vâng, chưa thấy con lạc đà tiếp theo ra, sẻ đang cố gắng đi giữ con ngựa giò của mình và nông dân của BB vẫn đang nhông kèn ở trong trận diễu này. Quá khổ cho những thủ BB khi bị sẻ chơi vào bài cầm pan kích 10. Có như bạn đang bị vẫn khổ vẫn con lạc đà rồi anh em ạ. Thôn đơn bị phụ con lạc đà này thì đau này, nâng cấp bánh xe cho chim sẻ nhà không sao. Bây giờ sẽ tạt sang nhà của anh Đức thôi. Anh Đức cầm Mark C thì không có bánh xe đâu. Anh Tùng Bisu chém được nhiều chưa? Màn hình máy của anh Tùng Bisu, tham lai của anh đang là 29/40. Vâng, đây là BG của đội bạn, và đội bạn hoàn toàn có thể đem BG ra anh ạ. Nhưng anh Đức anh không biết đem BG. Anh Đức anh không biết đem BG để vào chém bay gỗ này của anh Tùng Bisu bo lại cho anh. Vâng, tham lai là 31 để cho anh Tùng Bisu, bãi vàng vẫn hở. Một BE nữa để kín. Và bo bãi vàng rất là lằng ngoằng. Và đang đi vào khu bãi gỗ này của đối phương, 2L đang bắt đều, có cung T đẩy vào. Có cung T đẩy vào thì chém luôn tờ này thôi. Vâng, tiếp tục chém vào những bãi gỗ của anh Đức. Và ra thêm ruộng tại nhà chính, tham lai 30, màn máy của cái thủ chim sẻ nhắng. Vâng, bị quyết rồi và tỷ số là 1-2 ở trong trận đấu thứ 3 dành cho đội chim sẻ nhắng và anh Tùng Bisu. Một bài cầm pan của chim sẻ nhắng dâng lờ vào trong hốc của BB, công cả phù nữa và đội bạn Rishai. Tỷ số thì mình ăn cho 1-2 và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ở trong trận đấu thứ 3. Hành trình của những người đi gỡ trong trận đấu này. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo thôi.